Tôi thường suy nghĩ khi tôi không thể ngủ, suy nghĩ về con đường tôi đã đi, về những quyết định tôi đã thực hiện. Nếu tôi bắt đầu lại từ đầu, liệu tôi có đưa ra nhiều lựa chọn khác nhau và liệu có tốt hơn không? Vào một thời điểm nào đó, bản thân sẽ trải qua nhiều quyết định sai lầm, kể cả học tập và công việc. Có lẽ trưởng thành thực sự không phải là tìm ra những lựa chọn toàn diện, mà chính là sự bình tĩnh và dũng khí đón nhận. Thích một người hào quang tỏa sáng không hề đáng sợ. Cho dù khoảng cách giữa mình và người đó có xa như thế nào đi chăng nữa, thì việc gặp được một người đủ khiến mình cố gắng nỗ lực để theo đuổi cũng là một sự may mắn rồi. Còn nếu bạn chưa gặp được người như vậy, trong lúc chờ đến ngày đó, hãy cố gắng chuẩn bị cho bản thân những phẩm chất tốt. Hãy biến mình thành một người đáng để chờ. Kỳ tích không chiều của bạn, hãy biến bản thân trở thành kỳ tích. Tớ biết, hiện tại việc học hành khiến cậu trở nên áp lực và mệt mỏi. Cậu không còn đủ sức nhìn rõ mọi thứ nữa. Thể chất, tinh thần và tương lai, mọi thứ đều mơ hồ không rõ. Thế nhưng, mỗi người chúng mình lại có một con đường riêng để đi, và không ai có thể đi thay mình trên con đường ấy. Mong cậu nhất định đừng buông xuôi xuống, bởi vì cuộc sống của cậu sẽ không bao giờ dừng lại ở đây. Lý do để từ bỏ thì rất nhiều, nhưng lý do để cố gắng thì chỉ có một. Kiên cường hơn một chút, nỗ lực thêm một chút. Hãy luôn tin rằng mọi thứ tốt đẹp đều đang dần chậm đến. Miễn là bạn không bao giờ khuất phục trước thất bại, bạn sẽ có được vinh quang. Không thành có, biến khó thành dễ, biến cái không thể thành cái có thể. Cái này là cái các ông chí phải tổng kết, các ông chí phải nhân lên tại sao chúng ta làm được việc này. Đấy, thì tôi nói ví dụ thế. Và chúng ta tự tin để chúng ta làm việc khác. Tự tin, tự lực, tự cường. Sáng trước ngày thi, tôi dậy sớm ôn bài. Thời tiết hôm đó rất lạnh, nhưng trên đường tới thư viện đã đầy dấu chân rồi. Những người đang nỗ lực thường là những người cô đơn nhất, nhưng phần thưởng lại cực kỳ xứng đáng. Muốn ngồi ở một vị trí không ai ngồi được thì phải chịu những cảm giác không ai chịu được. Từng trang sách bạn đọc, từng giọt mực bạn viết, từng giọt mồ hôi bạn rơi trên trang sách, từng giọt nước mắt bạn rơi vì bất lực. Tôi thường suy nghĩ khi tôi không thể ngủ, suy nghĩ về con đường tôi đã đi, về những quyết định tôi đã thực hiện. Nếu tôi bắt đầu lại từ đầu, liệu tôi có đưa ra nhiều lựa chọn khác nhau và liệu có tốt hơn không? Vào một thời điểm nào đó, bản thân sẽ trải qua nhiều quyết định sai lầm, kể cả học tập và công việc. Có lẽ trưởng thành thực sự không phải là tìm ra những lựa chọn toàn diện, mà chính là sự bình tĩnh và dũng khí đón nhận. Có một sự thật là bạn đang dùng số tiền mà bố mẹ cực khổ kiếm được để học những tri thức mà họ không hiểu, để khám phá những nơi mà họ chưa từng biết đến, để trải nghiệm cuộc sống mà họ chưa từng đi qua. Thời gian không chờ ai cả. Điều đáng buồn nhất trên đời này là bố mẹ dùng mọi thứ để nuôi nấng chúng ta, mà chúng ta chỉ có thể nhìn tấm lưng từ từ còng xuống của bố mẹ dần biến mất. Vậy nên, nhân lúc điều đó chưa diễn ra, kiên trì thêm chút nữa nào. Có thấy người khác làm cái gì xong sốt ruột và cảm thấy mình nhỏ bé. Nếu mà phải nói một cái điều gì với các bạn trẻ thì chị muốn nói rằng là sẽ luôn có chỗ cho các bạn. Kiểu gì cũng sẽ có chỗ các bạn ở mọi cái góc nếu các bạn chịu khó nhìn. Nên là các con cứ bình tâm, các bạn không nhỏ bé đâu, các bạn sẽ luôn luôn có chỗ cho các bạn. Sẽ có một lúc nào đấy một người rất quan trọng với bạn sẽ xuất hiện và sẽ nhìn thấy những vẻ đẹp mà những người khác không nhìn thấy ở bạn. Nên là các con cũng chả phải nên. Theo bạn, cố gắng là gì? Ba mình từng nói với mình một câu như thế này: cố gắng không phải là không bỏ cuộc. Mình mất nhiều năm để chiêm nghiệm được câu nói này của ba, và cuối cùng mình cũng nhận ra một điều rằng cố gắng là dù bạn thích hay không thích, bạn vẫn thức dậy, hoàn thành tất cả những việc mà bạn phải làm trong một ngày, đều đặn ngày này qua tháng nọ. Bỏ cuộc hay là không, chỉ là kết quả của sự cố gắng mà thôi. Từ bỏ hay đi tiếp, nó chỉ là khoảnh khắc bạn quyết định sau một quá trình cố gắng của bản thân. Doing just fine before I met you. I drank too much and that's an issue, but I'm okay.
像是一匹迷途的千里马，遇到你像伯乐一样给我力量，让我重新认识自己，就像是当初磕破手腕热血四溅后突然觉得生活充满意义。 Never forgot that I'm free. You're like a dream, I hope you'll go on. Người hào quang tỏa sáng không hề đáng sợ. Cho dù khoảng cách giữa mình và người đó có xa như thế nào đi chăng nữa, thì việc gặp được một người đủ khiến mình cố gắng nỗ lực để theo đuổi cũng là một sự may mắn rồi. Còn nếu bạn chưa gặp được người như vậy, trong lúc chờ đến ngày đó, hãy cố gắng chuẩn bị cho bản thân những phẩm chất tốt. Hãy biến mình thành một người đáng để chờ đợi. Điều mà khiến mình vượt qua cái chuỗi ngày khó khăn đó ấy, không phải là mình suy nghĩ tích cực, mà là mình chấp nhận. Mình chấp nhận rằng mình không ổn. Mình chấp nhận là cuộc sống sẽ có những lúc vui điên lên, nhưng mà có những lúc không thể buồn hơn, không thể tệ hơn được ấy. Tôi thường suy nghĩ khi tôi không thể ngủ, suy nghĩ về con đường tôi đã đi, về những quyết định tôi đã thực hiện. Nếu tôi bắt đầu lại từ đầu, liệu tôi có đưa ra nhiều lựa chọn khác nhau, và liệu có tốt hơn không? Vào một thời điểm nào đó, bản thân sẽ trải qua nhiều quyết định sai lầm, kể cả học tập và công việc. Có lẽ trưởng thành thực sự không phải là tìm ra những lựa chọn toàn diện, mà chính là sự bình tĩnh và dũng khí đón nhận. Con đường lập nghiệp sẽ gặp rất nhiều khó khăn, nhưng mà cho dù ra sao đi nữa thì con cũng phải kiên trì, phải vững vàng, tuyệt đối không được bỏ cuộc. Vì bỏ cuộc là thất bại. Biến cái không thể thành cái có thể. Cái này là cái các ông chí phải tổng kết, các ông chí phải nhân lên. Tại sao ta làm được việc này? Đấy, thì tôi nói ví dụ thế. Và chúng ta tự tin để chúng ta làm việc khác. Tự tin, tự lực, tự cường. Our tomorrow may be dark, painful, difficult, and we might stumble. The stars shine brightest when the night is darkest. And if the stars are hidden, let moonlight guide us. If even the moon is dark, let our faces be the light that helps us find our way. Tôi nghĩ thời niên thiếu nên có một giấc mơ ngang tàn không sợ hãi. Chúng ta có thể bình thường, nhưng chúng ta phải biết từ chối sự tầm thường. Ý tôi là chúng ta có thể thất bại, nhưng chúng ta phải tiến về vị trí. Đợi ngày mai, đợi khi tinh thần tốt trở lại, đợi để sẵn sàng. Liệu có hay không khi chờ đợi? Thời gian đang trôi qua. Kết quả không đến bằng cách chờ đợi. Tạm biệt những thú vui thoáng qua.
ta đang ở cái độ tuổi đẹp nhất của mình đúng không? Ai 20 tuổi giơ tay? Ai 22 tuổi ạ? Mà Dũng coi cái quãng thời gian từ 20 đến 25 tuổi là đẹp nhất. Bởi vì lúc ấy chúng ta chẳng sợ gì cả. Sợ chia tay không? Không sợ đúng không? Đó, đấy là sức mạnh của thanh xuân. Nó giúp cho chúng ta chẳng sợ bất cứ một điều gì hết. Chẳng ngại với bất cứ một cái quyết định gì cả.